Manchester United đã chặn đứng cuộc khủng hoảng ở các giải đấu quốc nội sau hai thất bại liên tiếp trước West Ham ở cúp liên đoàn và Aston Villa ở ngoại hạng Anh bằng cuộc lội ngược dòng kịch tính trước Villarreal ở vòng bảng Champions League. Một lần nữa, siêu sao Ronaldo lại đóng vai người hùng bằng bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng để mang về cơ hội cạnh tranh tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp cho MU. Dù có chọn vẹn 3 điểm, nhưng đó là trận đấu khó chấp nhận được với đội chủ sân Old Trafford khi họ hoàn toàn bị ép sân và chỉ có may mắn mới giúp MU thoát khỏi thất bại. Theo thống kê, trong cả trận đấu này, hàng phòng ngự của Quỷ Đỏ liên tiếp mắc sai lầm, khiến thủ thành De Gea phải trổ tài cứu thua tới 6 lần và một lần thất bại trong bảy cú sút trúng đích của đội khách. Trong khi đó, hàng công vẫn chưa thi đấu thật sự hiệu quả, dù Ronaldo đã ghi bàn và Cavani cũng đã ra sân. Đội chủ nhà có tới 8 cú sút trúng đích trong cả trận, nhưng các ngôi sao trên hàng công của MU chỉ ghi được một bàn thắng. Bàn còn lại được ghi nhờ công của một hậu vệ. Dù sao thì trận thắng quan trọng này giúp Manchester United có được trạng thái thi đấu hưng phấn hơn khi trở lại ngoại hạng Anh vào cuối tuần này để gặp Everton với mục tiêu giành chọn 3 điểm. Hiện tại, MU đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 13 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool 1 điểm và bằng điểm với Chelsea và Manchester City. Vì vậy, Quỷ Đỏ rất muốn giành chiến thắng và chờ các đối thủ sẩy chân ở vòng đấu này để có cơ hội chiếm vị trí số 1 trên bảng xếp hạng. Chấn thương của Maguire và Luxor trong trận thua Aston Villa thật sự tai hại. Nó không chỉ khiến danh sách nghỉ thi đấu của MU dài hơn mà còn khiến huấn luyện viên Son bị hạn chế trong những lựa chọn nhân sự. Sự thiếu vắng này cũng khiến hàng thủ của Quỷ Đỏ bộc lộ nhiều khoảng trống chết người trong trận gặp Villarreal, bất chấp vẫn còn những ngôi sao trên hàng công như Ronaldo hay Greenwood. Bên kia sân, Everton còn là đội bóng tổn thất nặng nề hơn khi tất cả những trụ cột quan trọng nhất của họ như Canvert Lewin, Richarlison, Coman hay Andre Gomez đều chấn thương khiến huấn luyện viên Benitez phải đau đầu lắp ghép đội hình cho trận đấu khó khăn này. Manchester United luôn áp đảo đối thủ của mình. Cụ thể, trong 5 trận gần nhất gặp Everton, họ giành chiến thắng 3 trận, hòa 2 trận còn lại. Còn xét về phong độ hiện tại, Quỷ Đỏ cũng không chơi quá tốt, nếu không nói là rất tệ. Trong 5 trận gần nhất, họ để thua tới 3 trận và thắng 2 trận còn lại. Trong khi Everton cũng không làm tốt hơn là bao khi để thua 2 trận và thắng 3 trận trong 5 trận gần nhất. Tuy chơi khá thất thường và không giữ được sự ổn định, nhưng Manchester United luôn được đánh giá cao hơn nhờ sở hữu những ngôi sao trong đội hình và chất lượng chơi bóng của họ cũng tốt hơn đối thủ ở thời điểm hiện tại. Trong khi Everton cũng thi đấu kém hiệu quả trong thời gian gần đây. Vì vậy, dù kéo chấp là khá sâu, nhưng người chơi có thể chọn MU để đặt niềm tin. Trong 5 trận gần nhất, có 2 trận Manchester United không ghi được bàn nào một trận ghi được một bàn, hai trận còn lại ghi được hai bàn. Điều đó cho thấy hàng công của họ chưa thật sự hiệu quả và việc ghi bàn là khá chật vật dù sở hữu những chân sút lừng danh như Ronaldo. Trong khi đó, trong năm trận gần nhất, có tới hai trận Everton bị thủng lưới tới 3 bàn, có ba trận các trận đấu kết thúc với từ 3 bàn trở lên. Vì vậy, nhiều khả năng đây sẽ là trận đấu có nhiều hơn hai bàn thắng. Sự đoán của thể thao văn hóa Manchester United Everton 2-1